Xin chào các anh em đam mê đồng hồ. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em mẫu đồng hồ rất phù hợp với các quý ông mang phong cách thời trang thanh lịch và hiện đại. Chiếc đồng hồ nam Lobini Rep L1-2026M. Chiếc này thì có size mặt là 39mm, là một kích thước nhỏ đối với đồng hồ nam, đồng nghĩa với việc rất dễ đeo cho dù cổ tay của bạn là bao nhiêu. Và độ dày của chiếc này là 8,8mm, cũng là một kích thước khá là nhỏ nhắn thôi. Vì lưu ý đây là một chiếc đồng hồ cơ cho nên độ dày này là mỏng. Và từ độ dày lẫn độ lớn của mặt số để cho ta cảm giác về một chiếc đồng hồ thanh lịch, nhẹ nhàng và dễ đeo. Điều này thì cũng khá phù hợp với phong cách thiết kế ngoại hình của mẫu Lobini Interlaken này. Mặt số tối giản, bộ kim giờ phút giây, vót nhọn theo kiểu basic, cọc số vạch thẳng kết hợp với những chấm tròn và cửa sổ lịch ngày ở vị trí 3 giờ. Điều tôi thích nhất về vẻ ngoài của chiếc đồng hồ này chính là màu mặt mạ, được áp dụng công nghệ mạ PVD trên nền thép 316L tiên tiến nhất hiện nay, nên màu sắc của chiếc đồng hồ này tinh xảo và có độ hoàn thiện cao. Nổi bật bật trên nền mặt trắng và nhìn ở nhiều góc độ thì vẫn cho ta sự hoàn hảo, không thua kém gì những thương hiệu đồng hồ hàng đầu và cao cấp. Cùng với mặt kính sapphire chống xước thì có thể nói chiếc đồng hồ này mang đầy đủ những công nghệ tốt nhất hiện nay về đồng hồ. Chiếc này thì sử dụng máy in-house của hãng cho tần số dao động lên đến 28.800 VPH, một con số cực ấn tượng. Và bộ máy này là cỗ máy tự động, mặt đáy lộ cho ta chiêm ngưỡng được những chi tiết bên trong. Và mặc dù là dòng dress watch nhưng vẫn có khả năng chống nước là 50m cho ta đi mưa và rửa tay thoải mái. Cuối cùng là về giá, chiếc đồng hồ Lobini này đang được nhận mức ưu đãi là 30%, tức là chúng ta chỉ cần bỏ ra 6,5 triệu đồng thay vì 9,3 triệu như trước đây.